Em xin chào các bác nha. Hôm nay em tiếp tục lên được một ít máy thôi, tại vì đợt này em cũng bận 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 đi nấu nấu ăn cho các cái điểm có F1 bị cách ly, nên là nấu buổi sáng cho họ ăn. Rồi thôi em vào vấn đề luôn để tránh mất thời gian của các bác. Đó là đầu tiên em muốn giới thiệu với các bác là một con máy vít của Đài Loan xuất Nhật. Con này em đã đóng đóng pin rồi, về các bác chỉ việc dùng thôi, em bán nguyên bộ là máy pin và sạc. Được, tốc rất là mượt. Búa khỏe, búa rất là khỏe nhá. Cái này bán combo máy pin và sạc nha bác nhá, full bộ luôn, máy pin và sạc là 480k một bộ. Thì những cái em có hai hình thức các bác á, một là ship code, không em không cần cọc, và chuyển khoản thì em bao ship. Với những cái đơn hàng mà 400.000 trở lên thì em sẽ, các bác chuyển khoản em sẽ bao ship, còn lại dưới thì em sẽ không bao. Và ship code thì các bác chịu ship nhé. Đó, em đã lên pin rồi bác nhá, pin TP, pin một pin các bác dùng từ trước giờ chưa ai kêu ca gì cả. Và pin em đóng thì em sẽ có bảo hành. Ở một bộ này là máy gồm máy, pin và sạc, pin đã đóng mới rồi nhé. Máy pin và sạc là 480k, con số 1. Con số 2. Số 2 là một con khoan đầu kẹp 13 ly bác ơi. Cái con này thì motor nó to lắm. Này có hai cấp nhanh và chậm nhá. Đầu kẹp 13 ly. Đầu kẹp rất là to. Này là bao công trình luôn bác nhá. Các bác thợ thế thì cần làm công trình thì dùng cái này thoải mái luôn. Cái này có 5 cấp trượt và 1 cấp khoan nhá. Nãy bị mờ số cái này, thì cái này còn số 5 ở đây, và cấp khoan nó nằm ở đây nhé. Các bác kéo bản nó xuống này thì cái nắp này, cái nắp chỉ dài này, tới đâu nó là cái số đó, là số 5 này, rồi cái cấp khoan này đó, hai cấp nhanh và chậm này. Này cấp nhanh tua nó cao thế đó, này cấp chậm này thắng này đó. Thì này thân máy vào pin nhé bác nha. Các bác nào mà lấy pin nữa thì là pin với sạc này là 400.000 nữa, thành 650 đó. Thì em có báo giá luôn, khỏi mất công các bác phải hỏi qua lại, mất công, mất thời gian của các bác. Thì em báo giá luôn là cái này là thân máy vỏ pin là 250.000. Tình trạng của máy là mất con ốc đây nha bác nhá, mất đây không ảnh hưởng gì đâu, bị rất là bình thường luôn, sử dụng rất bình thường. Em là thử rồi, em là nó không ảnh hưởng gì cả. Cái con này nó khỏe lắm, cái motor bự chà bá luôn, bự khủng khiếp luôn. Đó, con này cái 250 thôi, mất ốc thì em bán giá rẻ luôn đó. Đó, thân máy bỏ pin các bác nhá, 250k. Số 3 thì cái con này thực chất thì nó clip trước em có bán hai con rồi, thì hai con đó nó kia bề ngoài đẹp hơn, thì cái này nó ngoại hình nó hơi cũ hơn một xíu, thì em sẽ bán giá rẻ hơn, em chỉ bán 250 thôi. Tem thì nó còn, tem bên này tóc thôi, tem bên này nó còn đó. Cái ngoại hình đầu không kẹt này, nhỏ mà khỏe lắm đấy bác ơi. Đấy, cấp chậm này. Đó. Cấp này là cấp vào tài với lại khoan mồi á. Cấp nhanh này. Thắng. Cái máy này sinh ra là không có điều tốc nha bác nhé. Có nghĩa là nhà sản xuất không có trang bị điều tốc cho nó, chứ không phải là mất điều tốc nhé. Nhưng mà thắng còn nhé, ngon lành nhé. Đó.
chỉ có 250 thân máy và pin thôi, quá rẻ. 250k. Đầu kẹp 10 ly. Không kẹt, rất là nhẹ tênh luôn. Đó. Này có 21 cấp trượt với 1 cấp khoan. Đây cái chỗ để mình ấy đây. Đó, trượt. Đó. Khỏe lắm ấy. Nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ ấy bác ơi, khỏe lắm. Thì cái này em chỉ bán 250 thôi. Thân máy vỏ pin các bác nhá. Con số số 3 mẹ. Số 3 bắt đầu ba. À. Đó, rồi, cái con đấy, số 3 đây. Con này em sẽ cái bộ này, cái bộ xích này em sẽ giảm xuống để đẩy nó đi nhá, tại vì máy nhiều. Thì cái này máy pin và sạc luôn bác nhá. Máy pin và sạc. Cái dòng này rất là Bố khỏe lắm, đùa đâu bác ạ. Này 12V tua đến 2900. Này là Trung Quốc xuất Nhật. Đó, tua cao lắm. Một tờ trắng này, có thấy không? Cái ruột đang còn đẹp lắm. Này em đã lên pin rồi. Bộ riêng em ở đóng pin các bác yên tâm nhé. Có vấn đề gì các bác cứ riêng mà cứ thay mạch hay là thay pin gì đó thì em sẽ thay miễn phí luôn, trong vòng 3 tháng luôn. Thì các bác chỉ có chịu cái tiền ship cho em thôi, còn lại thì em sẽ thay miễn phí hết. Đó, hư mạch thay mạch, hư pin thay pin. Em bảo hành như vậy đó. Các bác chỉ cần chịu ship là được. Đó, thì em bộ này em sẽ bán rẻ thôi. Bộ này em máy pin và sạc là 650, về có dùng luôn rồi. Đó, về là có dùng thôi bác nhá. Đó, bộ số 3 này máy pin và sạc là 650k, về chỉ việc dùng. Số 4 là một con Makita bác ơi. Con khoan Makita nhé. Loại dòng này lên 12V là khỏe quá nhé. Cái con này trải bị chân nó rộng hơn là cái này, cho nên là rất là khó bỏ. Thì em sẽ bác nào lấy thì em sẽ kẹp cực em test cho bác rồi gửi Zalo sau bác nhé. Các bác nào yêu cầu, các bác nào mà lấy thì em sẽ kẹp cực rồi xong em sẽ gửi qua Zalo cho bác yên tâm. Trước khi lấy con này, con số 4 thân máy bỏ pin 96 lên 12V là khỏe lắm, chả bá lửa nồi đồng cuối đá, khỏe lắm bác ơi. Đó, cùng hai cấp nhanh và chậm đây, hai là nhanh này, lâu là chậm này. Thân máy và pin là 250 thôi. Số 5 là một cái cưa. Này cái lưỡi này là lưỡi đa năng bác nhá. Các bác có thể cưa sắt được, sắt hộp á, cái loại sắt hộp á. Sắt vừa thôi, không đừng có dày quá. Thì cái lưỡi này nó sẽ cưa được sắt này, cưa gỗ này, lưỡi đa năng á. Còn nếu bác nào mà muốn chuyên sắt thì sẽ thay bằng cái lưỡi khác, hoặc là các bác muốn chuyên gỗ thì các bác sẽ thay lưỡi khác, thì đó là tùy nhu cầu của bác. Thì cái này nó cưa được 3 ly bảy, gần 4 ly các bác ơi, là cũng nhiều á. Này dùng cái đường kính của răng là 101 nhé, 110mm.
12V này, 20A này, chỗ vòng quay là 3.400 vòng một phút này. Thì cái dòng này, dòng cưa này, cái dòng tua nó nhanh. Cái ngoại hình đây này, kéo lên kéo xuống bác nhá. Đấy, kéo xuống. Đây là cái mặt cưa đây, cái mặt cưa là gần đẹp. Cái này là cái để che khỏi nó bắn ra, nó hở đây khi là nó sẽ bắn ra, để nó đi theo cái đường này, mà đi theo đường này thì sẽ bắn đằng trước. Còn muốn gồ ấy, thì nó sẽ bắn vào đây nữa. Ê, bác mà muốn cưa gồ ấy, thì nó tất cả đi lên trên đây xong nó sẽ bắn ra phía đây. Còn cái này là cái khóa an toàn. Đó. Mình bóp cái này xuống thì mình mới bóp cò được, còn không bình thường là mình không bóp được này. Tránh trường hợp mà mình ví dụ đang làm gì đó mình quên mình bóp cái cò bác, mà mình chưa có ổn định được thì nó dễ bị gây tai nạn hay là vấp hay gì đó. Còn cái này nó có chức năng là bảo vệ lưỡi. Thì mình cưa đâu mình đè nó sẽ đây, đó nó sẽ kéo lên đó, nó hở hết ra. Và cái này nó kèm theo một cái khóa rồi bác nhá. Khóa này mở này. Thì các bác khi mà mở á thì nó đi theo đó. Theo sao thì đưa vậy. Các bác muốn mở ra hay là khóa lại thì bác chỉ nhấn cái này ra để nó giữ lại không cho cái này quay này. Đó, bác nhấn cái này xuống thì nó sẽ không có quay, nó thả ra thì nó sẽ quay bình thường. Đó. Nhấn xuống nó sẽ không quay được. Đó. Các bác nào ví dụ như mà làm loa đài hay là làm đóng mặt bàn hay là gì đó, cái mặt gỗ nó tầm khoảng 3,5 ly đổ lại thì quá đẹp luôn. Đó, ngoại hình nó còn đẹp nhá. Các bác mà làm về chơi còn được ấy. Mà hình như là đẹp lắm, màu cam. Đây. Này EZ3500 National. Thì con số 5 này thì thân máy nó là 400.000 bác nhá. Thân máy là 400. Đang gần nguyên vẹn hết, đang gần rất là đẹp luôn. Con số 5 thân máy là 400. Con số 6 là một con Makita. Số 6 là một con Makita TD135D. TD135D. Đèn led đầy đủ bác nhá. Điều tốc này. Thắng này, đảo chiều này. Cái dòng này lên 18V rất là khỏe luôn. Những cái dòng 14V này lên 18V này. Nó là 3200 DC 14.4. Này toàn tiếng Nhật thôi chứ không có nói xuất xứ. Này lên 14-18V thì bắn giữa gầy ốc các bác ơi. Khỏe lắm. Bắn là gì ép là gầy ốc luôn đấy. Thì những cái dòng này rất là ớn thực lắm. Nó khỏe quá. Rất là ớn thực búa bác ơi. Thì con số 6 thân máy là 750 em bác nhá. Makita TD135D. Thì con số 6 là 750 thân máy. Chết quên con số 5. Con số 5 như thế. Quên mất. Rồi em nói lại con số 5 luôn. Thì con số 5 này là cái tình trạng là đầu nó hơi rơi xíu này. Thì nó hơi kêu cái phần bạc đạn. Hoặc là đây bạc đạn này, loại này có TD131 bác nhá. Thì cái này em bán giá thành lý đó. Là ngon lành nhá.
thắng được tốc đầy đủ, được tốc thắng. Đó, đèn led đầy đủ luôn. Đó, em bán thanh lý con số 5 này 450 luôn. 450 thôi bác nhá. 14 con 4 đấy. Này cứ lấy 18 vô là bình thường. Thân máy là 450. Rồi con số 7 là một con Pana, con 3 chức năng. Cái con này nó thực chất của nó là 21.6. Nó không có hiển thị vùng tua, nó chỉ có 15.9 m/s gì đó. Thì nó là 21.6 lần các bác nhá. Cái loại rất là tích luôn. Này là cấp nhanh này. Này test búa. Này cấp búa này. Nó cấp trượt này. Đó. Rồi, cấp khoan thường này. Cấp đây cấp khoan thường nhá. Cấp khoan thường này. Đấy nha, cấp búa này. Để mà cho nó xuống không đau á. Búa gò mạnh. Đó, hai cấp nhanh một chậm. Đây cấp chậm nhá. Cấp nhanh. Đó. Nhìn còn đẹp lắm ơi. Nhìn nhìn sáng trưng này. Mà lại có cái tay tay cầm nữa nhé. Rất là tiền nhá. Đang khoan bê tông mà cầm thế này là rất là chắc chắn luôn. Không có bong tóc cái gì hết. Đang còn rất là đẹp luôn. Thì có đèn led này. Đó, cái nút đèn led đây. Đầu kẹp 13 ly nhá bác nhá. Đầu kẹp 13 ly. Thì cái này thân máy. Thân máy của nó là 800k. Đó, cái thân máy như vậy đó. Ba chức năng nhé, có búa gõ mạnh nhé. Đó. Thân máy nó là 800. Con số 7 rồi. Con số 8 thì hôm nay em sẽ test các bác luôn. À, hôm nay em sẽ kiểu cực trong test luôn các bác. Nói công là các bác lại ngại vấn đề là máy không chảy này nọ. Tại vì nó kẹp mất thời gian thì cái dòng này nó đầu rất là cứng luôn bác nha. Kẹp cực cho nên là nó hơi cũng cực thật. Mình kẹp cực cho nên nó rất là cực. Đó. Em phải giữ ấy, không mà pin nó chập nhau á. Thì cái dòng này bắn tôn nó khỏe cực luôn. Blackbacker. Đó, máy là ngon lành nha bác nha. Thậm chí các bác nào muốn test kỳ nữa thì em sẽ test rồi gửi qua Zalo sau. Cái dòng này dòng bài của Mỹ, dòng máy của Mỹ á. Đó. Là 12V, này thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin là 400. Con số 9 này thì nó đầy đủ tem hơn. Nó cũng vậy thôi bác ơi. Đầu không rơ một miếng nào luôn. Tem tiết đầy đủ hết. Đẹp hơn. Thì con này thân máy vỏ pin là 450 các bác nhá, con số 9.
Con số 9 là 4,5. Rồi con số 10. Số 10 mà con Vic Natinan. Những cái dòng này lúc trước nhiều bác tìm, mà đợt này là nhiều bác không có tìm mấy. Đấy, xin lỗi các bác nhé, tại vì không hiểu sao nó bị mất. Hình như nó đầy bộ nhớ. Đấy, em đi lại con số 10. Con số 10 là nó có chức năng khoan, chức năng không búa và chức năng trượt. Đó. Khi mà mình kéo xuống thì nó mình kéo xuống thì nó có chức năng là bấm vít có búa nha bác nhé. Này, mình kéo này là có chức năng bấm vít có búa. Rồi sau mình kéo lên trên thì nó sẽ có chức năng là bấm vít có cấp trượt, hoặc nó là cái chế độ khoan có cấp trượt. Đây. Bấm vít có cấp trượt cũng được các bác nhá. Đây là khoan luôn. Không giữ được đâu bác ơi. Thì con này thân máy vào pin. Con số 10 thân máy vào pin là 550. Đó, thân máy vào pin 550. Ngoại hình đây. Ngoại hình hơi xấu xíu nhưng mà cái máy còn ngon lành. Đa chức năng. Máy EZ6507. Máy đa chức năng bác nhá. Motor rời, than rời. Đầu không có rơ lắc á. Đó. Con số 10 rồi. Con số 11 là một con Hitachi. Đó, con Hitachi VKH12DC2. Dòng cái dòng này là của China xuất Nhật. Đảo chiều. Máy còn đẹp. Đó, cái dây đang còn đầy đủ nhá, dây với lề móc quá nhá. Các bạn thì kéo nó ra xong rồi thả nó vào đây thì làm cái bốc treo đây. Đó. Muốn leo lên thì treo đấy, xong rồi leo lên thôi. Bác muốn thả nó rồi kéo ra quá nhá. Kéo ra xong xoay này, thả phát nó vào này. Đó. Dòng này bắn rất là thích này. Rồi con số 11 là 400k. Thân máy vào pin các bác nhá. Rồi em cùng xin phép kết thúc video ở đây. Thì, em xin chào các bác nhiều nhé.